Chào anh em nhé. Hôm nay tôi mình giới thiệu anh em cái đèn phanh hay là cái gọi là đèn bưởng sau của con Triton 15. Đấy, hàng này sản xuất tại Thái Lan nhé. Đấy. Một chiếc của nó đây. LED 2, 4, 6, 8, 6 tháng 9 là nét nhé. Đấy, anh em mà có cần gì thì cứ Zalo cho mình. Đấy, số điện thoại của mình đây là 097 995 1845. Website là ô tô Đức Bình.com nhé. Xin chào anh em nhé.